Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay có tên huấn luyện viên Kevin Only như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm một chiếc vòng tay có tên huấn luyện viên nổi tiếng Kevin Only nha. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau. Về dụng cụ thì mình sẽ có một cây kéo này, một chiếc kim. Chiếc kim này mình sẽ sử dụng nó để sâu những cái hạt cừu nhỏ, những cái hạt mà nó khó sâu ấy. Thì mình sẽ sử dụng đến cây kim này nha. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị cái sợi dây sâu vòng. Nếu như mà các bạn nào mà các bạn sâu vào những cái hạt chuỗi to thì nó có phần lỗ to ấy, lỗ rỗng như thế này, thì các bạn có thể trực tiếp sâu xuyên cái dây qua cũng được nhé. Bây giờ mình sẽ lấy cái sợi dây này ra. Cái sợi dây này là sợi dây cước co giãn. Nó có thể co giãn được và dùng để sâu vào các chuỗi vòng hay là cái chuỗi hạt. Đây, cái sợi dây này của mình thì nó có thể co giãn này. Mình sẽ sử dụng cái sợi dây này để sâu nha. Tại vì là cái sợi dây này nó có thể co giãn được ý, thì nó sẽ dễ dàng sâu vào các chuỗi hạt. Cái chuỗi hạt mà nó bé. Và khi mà mình sâu xong ý, thì mình sẽ dễ dàng đeo vào tay hơn. Nếu mà nó không co giãn được thì rất là khó để đeo vào tay. Rất là khó để đeo vào tay nha. Các bạn có thể sử dụng các loại dây khác nhưng mà nó có thể co giãn là được. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị những cái hạt cừu như thế này. Đây mình có những cái hạt cườm này, rất là nhiều màu sắc này. Mình có những cái màu cơ bản như là xanh nọ, tím vàng, hồng đen, nâu trắng. Những cái màu đó ra thì mình còn có những cái màu mà nó lấp lánh. Đây, nó lấp lánh như thế này. Nó lấp lánh trông rất là đẹp. Và khi mà sâu cái hạt này lên cái vòng thì nó sẽ bắt mắt và xinh hơn nha. Bây giờ mình sẽ nhặt những cái hạt mà mình sẽ sâu thành cái vòng tay nha. Hôm nay mình sẽ sâu thành chiếc vòng tay có hình vuông. Ở đây mình có những cái hạt hình vuông rất là xinh này. Mình sẽ nhặt nó ra đây nha.
Đó, mình sẽ nhặt những cái hình vuông này ra để sâu này. Ngoài những cái hình dạng như thế này ra thì mình còn có những hình như hình chữ cái như thế này nữa. Bởi vì là mình sẽ sâu thành tên của huấn luyện viên ấy. Nên là mình sẽ không thể thiếu những cái hạt cườm mà nó có in hình chữ cái như thế này nha. Mình có đầy đủ từ chữ A cho đến chữ Z này. Mình có đầy đủ từ chữ A cho đến chữ Z nha. Giờ mình sẽ nhặt những cái chữ cái mà nó có chứa trong tên huấn luyện viên này ra nha. Đầu tiên sẽ là chữ K. Đầu tiên sẽ là chữ K này. Chữ E này. Chữ V này. Chữ Y này.